Trí tuệ và phiền não là hai mặt tối sáng. Có ánh sáng không có bóng tối, bóng tối có ánh sáng không còn. Bởi thì có trí tuệ thì phiền não không còn, có phiền não chắc chắn không có trí tuệ. Phải hiểu đạo lý này. Nếu đặt đạo lý này trong tâm, luôn luôn nghĩ đến chúng ta có trí tuệ chăng? Việc học chúng ta như pháp chăng? Đời này chúng ta có thể giảng sinh chăng? Buông bỏ tất cả những ngăn trở việc giảng sinh, như thế mới đúng. Buông khi nào? Ngay bây giờ, không chờ đợi. Người xưa có câu rất hay: trên đường âm phủ không kể già trẻ. Hôm nay không thể biết ngày mai thế nào. Hôm nay đang sống, mai có còn chăng? Không thể chắc chắn. Vậy ngay bây giờ chúng ta phải bắt tay, không thể để đến hôm sau. Chờ đến ngày mai tôi lại phiền não, không có trí tuệ. Người có trí tuệ không chờ đợi, ngay bây giờ. Chuyển phiền não thành bồ đề chỉ trong một niệm. Đây chính là lý do không thể ra khỏi luân hồi lục đạo, không thể cầu sinh tịnh độ. Ba loại người này, ba loại người này dù có tu phước, nhưng kết quả chỉ là phước báo thế gian. Mộng huyễn bao ảnh, nhảy mắt là hết. Nên muốn thoát khỏi luân hồi cuối cùng không được. Đấy là đã cho chúng ta biết nguyên nhân. Chúng ta tiếp tục xem, lại có chúng sinh quy trồng gốc thiện, làm ruộng phước lớn. Ruộng phước lớn ở đây là trì danh hiệu Phật. Chúng ta phải đặc biệt lưu ý câu này. Ruộng phước lớn ở đây là trì danh hiệu Phật. Bởi trì danh là vua trong các việc thiền, nên ruộng để trồng được gọi là ruộng phước lớn. Tiếp là phân biệt nắm giữ tướng, nặng nề tình chấp. Nên tuy niệm Phật nhưng không thể thoát luân hồi. Hồi trước tôi gặp một người đồng học lớn tuổi hơn tôi. Hình như 30 năm trước. 30 năm trước ông ta độ 70 tuổi, giờ chắc đã mất. Ngày Tết
Khi đó tôi đang ở thư viện cảnh Mỹ, đến thăm tôi ngày Tết, nói với tôi: Pháp sư Tịnh Không, công phu niệm Phật của tôi rất tốt. Tôi nói tốt quá. Ông nói tôi đã buông bỏ hết, chỉ một thứ không buông được. Tôi hỏi là gì thế? Không buông được đứa cháu tình chấp. Chỉ cần ông buông đứa cháu, ông đừng xem nó niệm A-di-đà Phật. A-di-đà Phật, mỗi ngày niệm mấy vạn tiếng A-di-đà Phật. Nhưng ý nghĩ, mỗi ý nghĩ khởi lên đều là đứa cháu. Ông không phải A-di-đà Phật. Ông được giảng sinh chăng? Không thể giảng sinh. Chắc chắn trở ngại. Không thể giảng sinh thì đi đâu? Yêu thích đứa cháu, không muốn rời nó. Khi nó lớn, nó kết hôn, có thể ông đầu thai làm con nó. Người đời thường chơi những trò như thế. Tình chấp người đời thật sự không dễ buông bỏ. Chỉ cần ta quyến luyến, yêu thích, luôn nghĩ đến nó, liền đã gặp rắc rối. Người đi tu cũng không ngoại lệ. Khi tôi ở San Francisco, Mỹ, gặp một pháp sư, hình như bây giờ ông đã mất, lớn tuổi hơn tôi, cả đời theo đuổi thu sưu tầm tượng Phật cổ. Ông có một bảo tàng nhỏ, mở ra thấy toàn tượng Phật, cả gian phòng đều là đồ cổ. Đây là đời Đường, kia là đời Tống, nó là Ngụy Tấn Nam Bắc Triệu, chuyên sưu tập những thứ đó. Ông có giảng sinh chăng? Không thể. Mất sẽ đi về đâu? Mất rồi chắc chắn không rời được căn phòng đó. Căn phòng đó có gì? Chuột, gián, sâu kiến. Ông đầu thai đến đó, ông sẽ đến những nơi đó, sẽ không đến nơi nào khác. Việc này rất rắc rối. Hồi đó thấy chuyện đó, tôi vô cùng sợ hãi. Tại sao? Bởi vì tôi cũng có yêu thích, nhưng khác nhau. Tôi thích gì? Thích sách kinh. Thích nhất là sách đóng cẩn thận. Đây là những bản đẹp. Khi thích sách, sau khi chết sẽ làm con mọt trong sách. Lúc đó sẽ đầu thai vào đó, càng nghĩ càng sợ. Bởi thế tôi quyên góp tất cả những cuốn đó, phần lớn tặng cho quỹ giáo dục Phật giáo, để họ phiên bản, rồi cho in. Bản chính vẫn cho họ giữ. Còn một số sau khi tôi in, tặng lại cho nhà in. Nguyên bản do nhà in họ tự giữ. Làm như thế để làm gì? Sợ sau này có người in, họ có bản gốc. Tôi cũng bỏ nó luôn, để không còn tham luyến gì nữa. Bởi thế yêu thích rắc rối sẽ đến ngay, sẽ chướng ngại cho việc giảng sinh. Phải từ bỏ tất cả. Trong lòng chỉ có Phật A-di-đà, ngoài Phật A-di-đà không có một thứ gì. Người đó chắc chắn sẽ được sinh, không vấn đề gì.
Tam bối giảng sinh trong kinh đều do việc phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Phát Bồ Đề Tâm và nhất hướng chuyên niệm đều quan trọng. Chỉ nhất hướng chuyên niệm, không phát Bồ Đề Tâm không đi được. Tuy phát Bồ Đề Tâm không có nhất hướng chuyên niệm cũng không đi được. Đây là vấn đề cần nên ghi nhớ. Đời này chúng ta muốn giảng sinh thế giới cực lạc, thân cận Phật A-di-đà, câu này phải luôn nhớ thật kỹ. Bồ đề tâm là đại trí, là đại bi, là đại nguyện, là tâm viên dung nhất thể. Nắng về tình chấp chính là ngu si. Chỉ cần ta đối với bất kỳ một chuyện gì, một vật gì, một người nào trong thế gian này có tâm ham muốn, đều bị gọi là ngu si. Tâm Bồ Đề ta phát kia sẽ là giả, không phải chân. Tại sao vậy? Vì tình chấp sở thích của ta, những thứ ta muốn sẽ phá hỏng ngay Bồ Đề Tâm của ta. Tâm Bồ Đề rất khó phát. Phân biệt thủ tướng sẽ có chọn lựa. Có chọn lựa thì tâm từ bi sẽ không còn, tâm bình đẳng không còn. Bởi vì ta có chọn lựa, do đâu nổi lên, làm sao lại nổi lên? Vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Chỉ cần có chọn lựa, cả hai cái đó liền mất. Tôi thích người này, tôi ghét kẻ khác, đại từ đại bi sẽ không còn. Đại từ đại bi là tâm Bồ Đề. Bao nhiêu năm nay khi giảng kinh giáo, tôi tóm tắt tâm Bồ Đề thành 10 chữ: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Ở đây nói rất hay, tâm Bồ Đề là đại trí, đại bi, đại nguyện, viên dung nhất thể. Cũng nói rất hay, khi nào chúng ta thực sự phát được tâm viên dung nhất thể, chỉ cần phát được tâm viên dung nhất thể, thanh tịnh bình đẳng giác sẽ có mặt. Không biết cõi hư không khắp pháp giới cùng ta là nhất thể, đều do nổi lên dự tướng phân biệt, gọi là trước tướng. Nghĩa là phá hoại tâm Bồ Đề. Những người như thế làm sao phát khởi tâm Bồ Đề? Không có trí tuệ, không có từ bi, không có viên dung. Phân biệt thủ tướng, tôi thích cái này, ghét thứ kia. Như thế thì làm sao thành tựu? Tất cả những thứ này là trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta phát tâm với hướng chuyên niệm, tại sao không có cảm ứng? Tại sao bệnh hoạn thân thể lại nhiều như thế?
Tại sao muốn làm chuyện gì chướng ngại kéo đến ung ung? Bình tâm nghĩ kỹ sẽ thấy nguyên nhân. Nguyên nhân không phải bên ngoài, nguyên nhân do ta. Nhất định phải biết được đạo lý đó. Nguyên nhân bên ngoài hay nguyên nhân do ta mang lại? Ta đã sai, để lại bài học cho người đi sau, không lặp lại vết xe đổ, con đường sau này của họ sẽ bằng phẳng hơn. Ta sai lầm ở đâu? Chưa đủ khiêm tốn, chưa đủ cung kính, chưa thực hành tự nhiếp pháp. Bởi thì tuy việc tốt, lại mang đến chướng ngại, đố kỵ cho người khác. Bản thân chúng ta thấy rất rõ ràng, rất minh bạch, bởi chúng ta đã buông bỏ tiếng thơm lợi dưỡng, nên những thứ chướng ngại tật độ đối với ta mà nói có lợi mà không có hại. Cư sĩ họ Bàn đã nói, chuyện tốt không bằng không chuyện. Tâm phát rất viên mãn. Trong hội Lăng Nghiêm Phật nói, tâm hiện vừa phát, công đức liền viên mãn. Không phải ta không làm, mà bởi có chướng ngại nên không thể làm được, nhưng công đức đã viên mãn. Những lý sự này đều phải hiểu rõ. Như thế chúng ta mới nhớ được những gì kinh giáo đã dạy. Bồ đề tâm đã phát, không để nó có chướng ngại. Bồ đề tâm đã phát, buông bỏ tất cả nhân ngã thị phi. Chưa buông được nhân ngã thị phi, chắc chắn Bồ đề tâm không thể phát được. Việc niệm Phật cầu sinh tịnh độ của chúng ta chắc chắn sẽ bị chướng ngại. Bởi vì phân biệt chấp tướng chắc chắn sẽ có chọn lựa. Chỉ cần có chọn có lựa, liền không có cách hưng khởi vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, sẽ hữu danh vô thực. Những người như thế làm sao phát được Bồ đề tâm? Bởi thì niệm Phật cũng không thể vào trong tam bộ. Ở đây là nói niệm Phật chỉ kết pháp duyên với Phật A-di-đà, kết duyên với thế giới cực lạc. Đời này rất khó giảng sinh.
Đại sư Ngẫu Ích nói, niệm Phật mà không tín nguyện cũng không vãng sinh. Chính giống như vậy. Thật sự tín nguyện không dễ gì. Có tín có nguyện chắc chắn vãng sinh. Chúng ta cũng có tín nguyện, tại sao không vãng sinh? Tín và nguyện của ta đều có tạp lẫn, tạp không thuần. Bởi thì không thể vãng sinh. Muốn được vãng sinh, tín và nguyện của ta phải tinh thuần. Tinh là nhất, nhất tâm. Tôi chỉ mong cầu sinh tịnh độ, không có mong cầu gì khác thì mới được. Phải hiểu tin nhất là chân tâm. Có vọng tưởng phân biệt chấp trước là vọng tâm. Khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước là vọng tâm. Khởi tâm động niệm là phiền não vô minh. Phân biệt là phiền não trần sa. Chấp trước là phiền não kiến tư. Tạp lẫn những thứ này. Bồ đề tâm là giả, không phải chân. Đại thừa nói rất nghiêm khắc. Buông bỏ phiền não kiến tư, ta vẫn còn trần sa vô minh, không được coi là thực sự phát bồ đề tâm. Tại sao? Quý vị xem trong kinh Hoa Nghiêm, sơ phát bồ đề tâm, vừa phát bồ đề tâm sẽ được địa vị gì? Sơ trú viên giáo. Thật sự phát bồ đề tâm, sơ trú trở xuống. Phật trong tập pháp giới không có bồ đề tâm. Bồ Tát A La Hán, Phật Bích Chi trong tập pháp giới không có bồ đề tâm. Bồ đề tâm rất đáng quý. Bồ đề tâm là chân tâm của chúng ta. Chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi. Từ bi ở đây là những gì trong kinh đã nói, vô duyên đại từ đồng thể đại bi. Nhất định phải khế nhập viên dung nhất thể. Chân tâm là gì? Chân tâm là viên dung nhất thể. Đấy là chân tâm. Không phải viên dung nhất thể là vọng tâm. Vọng tâm cũng có thể vãng sinh. Sinh phàm thánh đồng cư độ. Hoặc sinh biên địa nghi thành. Xin biên địa nghi thành cũng tốt. Quý vị thật sự đến tịnh độ. Trong 500 năm đó, chắc chắn bồ đề tâm sẽ sinh khởi, rồi được nhập phẩm, nhập vào tam bội. Bởi thì chân tâm rất quan trọng. Ngày nay chúng ta nói thật rất thuận tiện, thường nhắc nhở chúng ta là Kim Kim Cang. Một câu trên Kim Kim Cang: tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt nước, như sương là như ánh chớp, nên quán tưởng như thế.
Khi gặp cảnh giới, ta nghĩ đến câu kinh văn này. Tại sao? Đánh tan phân biệt chấp trước của chúng ta. Cảnh mộng là nhất thể, viên dung nhất thể. Trong giấc mộng xuất hiện rất nhiều người, tất cả đều là tâm ta biến hiện ra. Chắc chắn không phải từ bên ngoài chạy đến trong giấc mộng, không có chuyện đó. Quý vị thấy Phật, thấy Bồ Tát trong mộng là những gì được biến hiện từ tâm bạn. Bởi thế nói tất cả pháp từ tâm tưởng sinh, là từ tâm tưởng ta biến hiện. Bình thường ta không suy nghĩ thì không biến hiện. Vì thế tất cả pháp được sinh ra từ tâm tưởng. Tất cả pháp cùng một thể với ta, viên dung nhất thể. Nhận thức đúng vấn đề này rất quan trọng. Quý vị thật sự thừa nhận, thật sự tiếp nhận, hiểu rõ tất cả, thật sự tỉnh ngộ, tất cả những phiền não chướng ngại sẽ không còn. Đại sư Ngẫu Ích nói, nếu niệm Phật mà không tín nguyện cũng được vãng sinh, đều giống nhau hết. Giống ý đó. Với lại tu phước trước tướng, phước đó sẽ hết. Tại sao? Phước báo thế gian, quả báo trong lục đạo. Như Kim Kim Cang nói, ưng vô sở trụ mà hành bố thí, nghĩa là bố thí không trú sắc, bố thí không trú vào thanh hương vị xúc pháp. Tu Bồ Đề, Bồ Tát nên bố thí như thế, không trú vào tướng. Tại sao? Nếu Bồ Tát bố thí không trú tướng, phước đức đó không thể nghĩ bàn. Bởi thì chỉ cần trước phước, làm phước lớn đến cỡ nào, phước báo đó có hạn. Ngày trước lương dọ đi, mọi người đều đã biết tu bố thí trong nhà Phật. Trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc không ai hơn vị hoàng đế này. Qua tay ông, rất nhiều chùa viện được dựng lên, quy mô cực kỳ hoành tráng. Bao nhiêu ngôi? 480 ngôi. Ông hâm mộ Phật Pháp, hộ trì Phật Pháp. Nếu ai muốn xuất gia, ông rất mừng, làm hộ pháp cho quý vị ngay. Cúng dường hàng vạn người xuất gia. Phước báo lớn chăng? Ông là người phân biệt thủ tướng. Bởi thì Tổ sư Đạt Ma nói thẳng với ông, không có công đức. Ông khoe khoang trước mặt Tổ sư Đạt Ma, hỏi Tổ sư Đạt Ma, công đức tôi có lớn chăng? Tổ sư Đạt Ma trả lời, không chút công đức. Thủ tướng phân biệt, không có công đức. Có phước báo, phước báo lớn chăng? Có hạn. Bởi họ phân biệt thủ tướng, vì thế phước báo có hạn. Phước báo đó chắc chắn trong cõi trời dục giới,
trời dục giới có hạn. Có hạn này không phải trời tứ dương thì cũng trời đau lợi. Phước đức là gì? Thế nào là công đức? Chúng ta phải làm sáng tỏ, hiểu được, không được hiểu nhầm. Linh Phong là Đại sư Ngẫu Ích. Phá Không Luận là Kinh Kim Cang Phá Không Luận. Đây là tác phẩm của Đại sư Ngẫu Ích. Trong tác phẩm đó ông đã nói thế này: dùng pháp vô sở trú, trú trong bát nhã, tu sáu ba la mật nhưng không thủ tướng. Đây là lời dạy của Đại sư. Tu sáu ba la mật là tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã, tất cả đều không trước tướng. Bởi thế có thể khiến bố thí ít nhưng như hư không. Bố thí bao nhiêu? Bố thí một ít tiền, bố thí một hào. Công đức bao nhiêu? Lớn như pháp giới hư không. Lương dọa đi không hiểu chuyện, tại sao? Hoàng Nguyên Quán đã nói: hàm dung không hưởng. Cũng giống như cách nói Đại Thừa, lượng lớn phước lớn. Họ không trú tướng, lượng sẽ lớn. Không có lựa chọn, không trú tướng. Tâm lượng của họ bằng hư không. Tâm lượng lớn như thế, họ tặng một ít tiền, lượng sẽ lớn ngang với cõi hư không. Chỉ cần ta phân biệt thủ tướng, dù tặng vạn lượng vàng, phước đó là hữu hạn. Không trước tướng, không thủ tướng, không trước tướng, bố thí một đồng, công đức sẽ lớn hơn người trước tướng mà bố thí vạn lượng vàng hơn người đó. Đạo lý này là tất cả pháp đều từ tâm tưởng mà sinh ra, tương ứng với tâm lượng nên lớn, trái với tâm lượng nên nhỏ. Hàm dung không hưởng nghĩa là tâm ôm trọn cả hư không pháp giới. Lượng châu xa giới là không hưởng, có thể bao dung. Hàm không cũng là có thể ôm cả hư không. Hư không ở đâu? Hư không ngay trong tâm ta. Tâm lớn hơn hư không. Vấn đề này là điều Thế Tôn đã nói trong Kinh Lăng Nghiêm. Nhưng chúng sinh trú ở tướng, vọng tưởng tự kể quả kể nhân, xem lớn xét nhỏ, nếu có thể trú vào tánh,
không trú nơi tướng. Giống như trong hạt cải có hư không mười phương, tánh không hai không khác. Nó lớn là lớn ở chỗ đó. Chỗ đó là trú trong tánh, làm theo tánh. Không trú trong tướng, nghĩa là tam luân thể không, vô ngã tướng, vô nhân tướng, cũng không có tướng thí xả trong đó. Khi đã bố thí, trong tâm không còn vết tích gì. Phước báo này rất lớn, bằng như hư không. Bố thí như thế, trì giới cũng như thế. Nhẫn nhục cũng như thế. Tinh tấn thiền định cũng như thế. Năm điều trước trong lục độ là sự, điều sau cùng là trí tuệ. Trí tuệ ở đâu? Không trú tướng là bát nhã. Trong bố thí của ta có bát nhã, trong trì giới của ta có bát nhã, trong nhẫn nhục của ta có bát nhã, trong tinh tấn thiền định có bát nhã. Có bát nhã là tương ứng với tự tánh, đấy gọi là công đức vô lượng vô biên. Nếu có phân biệt thủ tướng, công đức sẽ không có, là phước đức hữu hạn. Quả báo phước đức đó là ở trời người có hạn. Những đạo lý tinh thâm vi diệu của Phật pháp này không thể không hiểu. Vậy thì kinh Kim Cang nói, nếu tâm thủ tướng, ta sẽ trước vào tứ tướng. Lại nói, nếu Bồ Tát có ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, tức không phải Bồ Tát. Quý vị sẽ thoái chuyển, không phải Bồ Tát. Nên phải ghi nhớ câu đó. Trước câu đó là gì? Nếu tâm thủ tướng, nếu tâm thủ tướng, quý vị sẽ không phải là Bồ Tát. Khởi tâm động niệm đối nhân sự thế của chúng ta, liệu không thủ tướng ư? Không thủ tướng Bồ Tát thực. Thủ tướng họ với Bồ Tát, đó là Bồ Tát giả, không phải Bồ Tát thực. Kinh Bát Nhã cũng dạy chúng ta như vậy. Bên trên dẫn Kim Kim Cang Bát Nhã để nói cái mất của việc phân biệt thủ tướng. Mất là sai. Nên Kinh nói, muốn thoát luân hồi cuối cùng không thể được. Học Phật như thế không thể ra khỏi luân hồi. Chúng ta phải ghi nhớ. Phần sau Đại Thế Chí Viên Thông Chương, Pháp Sư Từ Dân Quán Đảnh đã nói với chúng ta về 100 loại quả báo của người niệm Phật. Thứ nhất là địa ngục. Quả báo niệm Phật ở địa ngục.
Lần đầu tôi xem những lời đó, tôi nghi ngờ. Làm sao niệm Phật lại đọa địa ngục? Niệm Phật là một việc tốt, thiện trong các điều thiện. Bên dưới Ngài chú một câu: vì ngũ dục. Niệm Phật đọa địa ngục. Nghĩa câu này là gì? Cúng dường vì mong ngũ dục lục trần. Niệm Phật A-di-đà, tâm niệm Phật A-di-đà như thế sẽ vào địa ngục vô gian. Niệm Phật thế nào mới được giảng sinh? Ở đây niệm lão dẫn chứng rất hay. Bồ đề tâm là tâm đại trí, đại bi, đại nguyện, viên dung nhất thể, chắc chắn sẽ giảng sinh. Không những giảng sinh, phẩm vị còn rất cao. Quý vị có trí tuệ chăng? Phân biệt thủ tướng không có trí tuệ, tự tư tự lợi không có trí tuệ, tham lam ngũ dục lục trần không có trí tuệ. Đối đãi người khác có phân biệt không bình đẳng, không có từ bi. Điều quan trọng nhất trong Bồ Đề Tâm là trí tuệ và từ bi. Không hiểu những vấn đề đó, chúng ta niệm Phật sẽ không như pháp, ta thấy tuyệt vời, cuối cùng không mang lại kết quả. Phải biết nguyên nhân ở đâu. Phần cuối đoạn này nói: nếu lấy trí tuệ vô tướng trong gốc các đức, cầu sinh tịnh độ, liền giải thoát ngay. Vô tướng là gì? Không trước tướng, lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. Đây là câu Phật thường nói trong Kim Đại Thừa. Nếu thật sự lìa tất cả tướng, không pháp nào trong tất cả pháp không là Phật pháp. Nếu như phân biệt trước tướng, không pháp nào là Phật pháp. Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Vô Lượng Thọ cũng không phải Phật pháp. Tại sao? Quý vị đã trước tướng. Tại sao Phật phải nói như thế? Tại sao phải dạy chúng ta như thế? Tướng là hư huyễn, không có thứ đó. Phàm có hình tướng thảy đều hư vọng. Nếu coi hư vọng là chân là sai. Thứ chân thật chỉ có tự tánh. Tự tánh là viên mãn. Minh tâm kiến tánh. Kiến tánh là gì? Những gì thấy được không ngoài vạn pháp nhất như. Vạn pháp nhất thể,
vạn pháp không hai. Kiến tánh là như thế. Trí tuệ ta có mặt, trí tuệ có mặt, tự nhiên vọng tưởng phân biệt chấp trước không còn. Còn vọng tưởng phân biệt chấp trước không có trí tuệ. Những gì hiện ra là phiền não, không phải trí tuệ hiện ra, phiền não hiện ra. Trí tuệ và phiền não là hai mặt tối sáng. Có ánh sáng không có bóng tối, bóng tối có ánh sáng không còn. Vậy thì có trí tuệ thì phiền não không còn. Có phiền não chắc chắn không có trí tuệ. Phải hiểu đạo lý này. Nếu đặt đạo lý này trong tâm, luôn luôn nghĩ đến chúng ta có trí tuệ chăng? Việc học chúng ta như pháp chăng? Đời này chúng ta có thể giảng sinh chăng? Buông bỏ tất cả những ngăn trở việc giảng sinh, như thế mới đúng. Buông khi nào? Ngay bây giờ, không chờ đợi. Người xưa có câu rất hay: trên đường âm phủ không kể già trẻ. Hôm nay không thể biết ngày mai thế nào. Hôm nay đang sống, mai có còn chăng? Không thể chắc chắn. Vậy ngay bây giờ chúng ta phải bắt tay, không thể để đến hôm sau. Chờ đến ngày mai tôi lại phiền não, không có trí tuệ. Người có trí tuệ không chờ đợi, ngay bây giờ. Chuyển phiền não thành bồ đề chỉ trong một niệm.